Sống biết đủ là cách sống trí tuệ. Kính thưa quý vị, có câu rằng cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ mà phải lao tâm khổ tướng, truy cầu nhiều thứ như thế? Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng. Có thứ này lại muốn có thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người. Có thể thấy rằng tâm biết đủ quan trọng tới mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi tiền tài dù nhiều tới mấy, chức vị dù cao tới đâu, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. Danh và lợi có đem lại hạnh phúc cho con người? Có người nói, tôi cũng không muốn liều mạng, quả thật không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, nhưng danh lợi là thể hiện của sự thành công, cho nên buông bỏ là không có chi tiến thủ, không thể buông xuống được. Không thể nghi ngờ rằng danh lợi có phần mang tới vinh quang cho con người, tự nhiên có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành công và danh lợi lại không nhất định là ngang hàng với nhau. Một người quá mức truy cầu danh lợi sẽ khiến tâm không còn tĩnh lại, dễ làm nhiều việc không nên. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm khổ tứ, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, từng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy ở nơi nào cũng có, họ rốt cuộc cuối cùng là thành công hay thất bại? Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy. Họ cự tuyệt cách sống, chui đầu vào cái giò danh lợi, bởi vì họ biết sẽ bị danh lợi làm khổ cả đời. Danh lợi, tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc, nhưng dục vọng danh lợi mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho con người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân rằng, thấy đủ thường vui. Biết đủ là cách nắm giữ hạnh phúc. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Người ta nói rằng, vui vẻ là nguyên tố không thể thiếu của mỗi người. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi. Một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không tới mức đông chịu lạnh. Đói, không có cái gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi, chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc bởi vì trong lòng ông biết đủ. Có câu nói rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ
thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cách tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi, cải biến theo chiều hướng tốt. Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì, mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng thì những thứ đang có hiện tại cũng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ. Đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Cho nên khi rơi vào cảnh đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập tới lúc nào không hay. Càng ngày càng rộng, tán thưởng khen ngợi người khác không chỉ khiến họ có động lực hơn, mà còn là một loại tu dưỡng nhân cách, là cách làm thăng hoa khí chất của chính bản thân mình, cũng thể hiện ra cách đối nhân xử thế của bản thân, khiến tấm lòng mình rộng mở hơn. Trong cuộc sống hiện thực, mỗi người đều có khát vọng, mong ước được người khác tán thưởng, khen ngợi. Đồng dạng như vậy, mỗi người cũng cần học cách tán thưởng, khen ngợi người khác. Tán thưởng người khác và được người khác tán thưởng đều mang lại một sức mạnh to lớn cho đôi bên. Nó khiến tâm của người ta trở nên khoái hoạt hơn, mối quan hệ giữa đôi bên cũng nhân ái, an tưởng hơn. 6. Thiện lương với người, thế giới càng ngày càng thuần khiết. Cảnh giới tinh thần của một người thường đi cùng với sự thiện lương của bản thân họ. Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát từ dục vọng và công danh, lợi lộc, nên không bị chúng che mờ hai mắt, chỉ thuận theo tiêu chuẩn đạo đức của lương tri. Vì vậy, thế giới của người ấy càng ngày càng thuần khiết. Một người sẽ không bởi vì thiện tâm thiện đức của mình mà bị tổn thất điều gì cả. Trái lại, bởi vì thiện tâm thiện đức mà người ấy sẽ nhận được phúc báo. Những người như vậy, họ sẽ nhận được những hồi báo mà họ không tưởng tượng ra. 7. Cảm ơn người khác, vận khí càng ngày càng tốt. Cảm ơn là một loại đạo đức tốt đẹp. Khi một người luôn mang trong mình lòng biết ơn bề trên, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn vạn vật, thì người ấy đã là người thấu hiểu đạo lý của tự nhiên, đạo lý làm người. Người như vậy biết trân quý sinh mệnh, sống thuận theo tự nhiên, phù hợp với đạo, là người trí tuệ, nên cuộc đời của người ấy tự nhiên cũng thông thuận, may mắn. Đó cũng chính là phúc báo.